Cây này cây kim quýt nha. Cái đế, cây này có cái đế đẹp này. Mới làm lại cái đế nè. Cây này có cái đế đẹp không? Cái hoành khoảng 23 nha. Mình không có để lên, mình quay. Quay vậy. Cây này mua cây tặng cây nha, mua cây này tặng cây này nè. Đó. Mua cây này tặng cây này nó cũng già. Vậy chịu khó trồng chơi giải trí được. Cây này coi vậy nó cũng được chứ không nó nổi. Trời nãy mình quên đục cái này ta. Đục cái mặt này là liền qua nó mới đẹp đó. Mua cây thẳng cây nha. Đó. Cái này mua cây thẳng cây. Mua cây thẳng cây. Kim quýt nha. Giá rẻ bất ngờ luôn. Một cây tặng một cây. Cây này đẹp nè. Này quá trời đẹp. Hai cây.